Event là một con sói em nhá. Event một con sói này. Búc vũ khí rồng này, 1 này, 2, 3 này, 4, 5. 5 búc vũ khí rồng nhá. Một con sói tinh và 5 búc vũ khí rồng. Đấy. Anh em nào chơi thì comment dự đoán kết quả xổ số vào ngày mai, đó là ngày 26 tháng 11. Linh tinh này vứt đi thôi anh em ạ. Ai lấy thì comment phía dưới hoặc liên hệ Zalo mình cho nhá. Với đen đúng không? Búc cao cấp này. Mũ chí tôn may mắn. Mũ chí tôn may mắn anh em ơi. Đau. Alo. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục là con game MUSK2.vn. Hôm nay mình sẽ tích lũy mẫu nạp tiếp mọi người nhá. Tích lũy mẫu nạp 24M để hành trình đập nốt cái khiên này lên cộng 13. Set này thì cộng 12 hết rồi. Áo choàng 11 này. Khiên Quyền Trượng Thiên Tử cộng 13 đấy. Bốc nào thì được bấy nhiêu bốc này thôi. Mình đã chuẩn bị bùa với bùa chào, bùa tỷ lệ cái thứ. Trước tiên thì mình sẽ làm event anh em. Event là một con sói em nhá. Event một con sói này. Búc vũ khí rồng này, 1 này, 2, 3 này, 4, 5. 5 búc vũ khí rồng nhá. Một con sói tinh và 5 búc vũ khí rồng. Đấy. Anh em nào chơi thì comment dự đoán kết quả xổ số vào ngày mai, đó là ngày 26 tháng 11. Chúc anh em may mắn nhá. Bây giờ thì anh em ủng hộ giúp mình một like để thử vận may nào. Mong rằng sẽ may mắn anh em ạ. Thì mình đập cái khiên này cũng khá là tốn thôi. Tốn rất là nhiều rồi anh em ạ. Ngày nào cũng cứ đập 2 triệu Wecoin coin mà xịt hết. Đập bao nhiêu phải mười mấy triệu cái khiên này đấy. Không lên được 11 cho chứ. Thế mới đáng lòng thanh niên. Không lên được 11 anh em ạ. Khởi động nhẹ nhàng mà coi nhờ. Khởi động nhẹ nhàng phát anh em nhá. Đập luôn phát coi. Tình hình thế nào. 1, 2, đập đúng 2 phát thôi. Không lên thì thôi. Không lên tối ra đập tiếp. Ném búc là chủ yếu là chương trình ngày hôm nay là chỉ có ném búc thôi. Ném búc kiếm thử vận may. Đấy. Bùa chào này. Một viên chào 1B 1S thế thôi. Đấy 60%. 60% anh em ạ. Đây nào. Let's go. Ui, ngon cơm ngon cơm. Phát thứ hai nào. 1 2 1 2 lên được 11 thì ngon anh em ạ. Mấy hôm nay BK toàn thiếu mất cái khiên này, BK nó hơi yếu. Mất mất 5% rồi. Khiên này giảm sát thương 5% mà anh em ạ. Cộng 11 là 5% đấy. Để cộng 9 còn hơn. Tiếp tục phát thứ hai nhá. Phát thứ hai nguyên liệu chỉ cần vậy thôi. À này 2B2S đúng không, 2B2S hai bùa 60% y hệt như này lên. Ui ngon 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 thơm vậy em ạ. Thơm bơ thơm bơ thế hạnh phúc rồi. Từ đầu gọi là may mắn rồi em nhá. Thơm bơ. Bây giờ là cái tiết mục ném múc này. Thử vận may ném múc ra đồ ngon là có tiền, ra đồ ngon là có cơ hội có tiền. Được rồi, ngọt ngào chưa, ngọt ngào chưa. Rồi lên cái map Icarus đúng 13M. Úi giời ơi, mở màn nào, búc dinh ben. Dây chuyền kỹ năng. Một phát. Nhấn băng nào. Úi trời ơi, giảm sát thương 10%. Được của nó đấy. Giảm sát thương và khả năng tránh đòn 10% được cái rồi. Nhấn phép thuật của khả năng đoán này 44 đấy em ạ. Ui. Nhỏ nhé. Cái tiếp theo nha. Nhận gió, nhận gió, nhận gió. Có cơ hội. Có cơ hội 5% phản hồi tấn công. Nghe nói trên Igarus nó may mắn hơn hạ nhận phép thuật. Chúa tể của những chiếc nhẫn anh em. Ui rồi ôi. Nhỏ nhỏ. Đây chuyển nước này. Ui trời ơi. Ra cái 20 cái nó hoành tráng nè. Đây chuyển lửa. Ui. Ui, ui, 10, 20 mới đắng anh em ơi. 12 có phải ngon không? 10, 20 mới chịu thật ra sao?
Rồi xong anh em nhá, cũng dinh bên là xong, không được cái gì luôn, được mấy cái linh ta linh tinh này vứt đi thôi anh em ạ. Ai lấy thì comment phía dưới hoặc liên hệ Zalo mình cho nhá. Với đen đúng không, cúp cao cấp này, mũ chí tôn may mắn, mũ chí tôn may mắn anh em ơi. Nào, một hai ba, rồi ôi cái mũ này đắng lòng thanh niên thế, thật tình. May mắn thì còn ra dòng 10% nữa, thật tình cũng thật. Nào 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 nào, tiếp theo là úi rồi ôi áo cuồng phong hot đấy nha, may mắn anh em ạ. May mắn nào, một hai ba nào, úi rồi ôi lại 10% phần nhọ thế nhở. Hỏng 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 hết bánh kẹo rồi, nhọ quá. Về thánh nữ này thì không hot rồi anh em, không hot rồi, đã nhìn là biết rồi, 5% này thì mới đi rồi. Thần long đâu, thần long đâu, ra đi thần long đâu, thần long đâu, thủy vương anh em ạ. Thủy kinh huyền thoại 20 năm ấy, 2% được, được của nó đấy, của nó đấy. Theo nha, cái gì nữa đây, cái gì nữa đây, ui rồi rồi để chỉ tôn không lắc anh em ạ. Nhỏ 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 nhỏ, toàn ra 10% thôi, tổng 4% nó khó ra thế nhỉ. Ôi tay của phòng ui giảm sát thương anh em ạ. Đắng đắng đắng, ít ra phải ra được món ngon ngon chứ nhỉ, nó phải ra được một món ngon ngon chứ anh em. Đấy đúng rồi, ra 44 thế nào, 44 44 44 đấy đúng rồi, 40 anh em ạ, đi luôn thắng lòng thật. Cái kết quá đắng anh em ơi, cái kết ném bút này đắng đắng như mật ong. Ui rồi ôi thiên tử kiếm, tôi ra tôi cái 20 cũng được này. Thắng không khác gì mật ong thật tình. Nỏ hỏa long à, ui rồi rồi xong xong rồi, cất bớt đi món đồ này. Toàn này nhỉ, cốc này toàn quá, cốc này nghe có vẻ hơi căng đấy. Toàn nỏ hỏa long, ui rồi ôi nam ơi, let go chết mất tôi. Toàn 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 quá anh em ạ. Tình hình là không được gì luôn anh em ơi, một đống rác này như này, tình hình được một đống rác này. Ok, ai chơi event thì comment ở phía bên dưới nhá, chúc anh em may mắn. Mình đen quá anh em ạ, đập được thiên lên cộng 11 thì lại toạch mẹ mất cái book này, chả được cái gì, đen như cún luôn anh em ạ. Bây giờ mình xin phép anh em kết thúc video tại đây. Ai chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký kênh, và nhớ nhấn nút chuông theo dõi để hiện được thông báo mỗi khi mình livestream. Cảm ơn anh em. Bye bye.